Thầy giáo viên bộ môn công nghệ chính của trường trung học cơ sở chuyên Nga thân mến chào các em. Hôm nay thầy có một cái mạch điện như hình vẽ. Thì các em quan sát mạch điện này nha. Mạch điện này có một cầu chì phải không nè? Một cái công tắc ba cực, hai bóng đèn. Thế các em hãy trình bày cho thầy hoạt động của mạch và mạch này có khuyết điểm gì cách khắc phục. Về hoạt động của mạch, các em quan sát khi nguồn có điện và nếu cực chung của công tắc ba cực A chạm vào cực riêng số 1 thì ta thấy là đèn một nó sáng do mạch điện ở đèn một kín, còn đèn hai nó tắt do mạch điện ở đèn hai hở. Khi cực chung của công tắc ba cực A chạm vào cực riêng số 2 và tách khỏi cực riêng số 1 thì lúc này đèn 2 sáng do mạch điện ở đèn 2 kín, còn đèn 1 tắt do mạch điện ở đèn 1 hở. Như vậy đèn 1 và 2 tắt sáng luôn luân phiên. Nhiệm vụ của cầu chì là dùng để bảo vệ cho toàn mạch. Thế thì khuyết điểm của mạch này là như thế nào các em? Là em thấy nè, lúc nào cũng có một trong hai đèn sáng, ta không thể nào tắt được đèn. Vậy thì cách khắc phục khuyết điểm này như thế nào các em? Thì các em thấy là để khắc phục khuyết điểm này thì ta sẽ lắp một cái công tắc hai cực ở phía trước cái công tắc ba cực và sau cái cầu chì như hình vẽ trên bảng. Và em thấy nè, khi ta tắt công tắc hai cực thì lúc này cả hai đèn đều tắt. Về ứng dụng của mạch điện này đó các em, thì mạch điện này á, thường là dùng cho những cái hầm ủ rượu hoặc là những cái nhà kho với yêu cầu là đèn đèn thắp sáng của những cái hầm hoặc là nhà kho này đó nó sẽ tắt sáng luân phiên. Ví dụ đèn này đang ở nhé, hầm số 1 sáng thì đèn số 2 phải tắt và ngược lại. Các em nhìn ha. Khi ta bước vào cái cửa, chuẩn bị bước vào cửa hầm của cái hầm số 1 hoặc là nhà kho số 1, ta bật cái công tắc thì đèn sáng, còn đèn 2 vẫn tắt. Và ta bước chuẩn bị bước qua cửa phòng số 2 thì lúc này ta bật cái công tắc ba cực chỗ này thì đèn 2 sáng còn đèn 1 tắt. Như vậy nó sẽ tắt sáng luân phiên nha các em. Và mạch điện này có thể mở rộng cho nhiều cái hầm rượu hoặc là nhiều cái nhà kho. Các em quan sát khi ta ở vị trí công tắc 1 và bật thì đèn số 1 sáng, còn những đèn 2, 3, 4, 5 vẫn tắt. Ta bước vào vị trí số 2 ta bật thì đèn 2 sáng, đèn 1, 3, 4, 5 tắt. Tương tự như vậy. Số 3 thì đèn 3 sáng, còn đèn 1, 2, 4, 5 tắt. Số 4, đèn 4 sáng, đèn 1, 2, 3, 5 tắt. Và ta chuẩn bị bước vào cửa số 5 thì ta bật cái công tắc số 5. Thì đèn 5 sáng và đèn 1, 2, 3, 4 tắt. Thì đó là ứng dụng của mạch nha các em ha. Rồi như vậy thì hôm nay thầy sẽ giới thiệu với chúng ta là bài số 10 thực hành lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn. Các em chuẩn bị tập vở và quan sát bài học nha các em ha. Thứ nhất là về dụng cụ, vật liệu và thiết bị chúng ta cần phải chuẩn bị. Thì về dụng cụ các thì cũng giống như ở bài 6, bài 8, bài 9 thì chúng ta cũng có kìm răng là một cây, kìm mỏ nhọn là một cây, kìm cắt một, kìm tuốt một. Tua vít thì chúng ta sử dụng tối thiểu là hai cây nha các em ha. Và chúng ta sử dụng đầu 3K. Vít thử điện là một. Thước thẳng thì chúng ta sử dụng một cây, bút viết bảng thì chúng ta sử dụng một cây, cưa tay thì chúng ta dùng một cái, dùi hoặc máy khoan là một. Như vậy phần nội dung này các em ghi vào tập giùm thầy. Chúng ta qua phần thứ hai là vật liệu thiết bị.
Thứ nhất chúng ta cần phải có là dây điện là 5 mát. Chúng ta mua sử dụng dây đơn cứng cho thầy 1,2 mm. Ống dây là chúng ta dùng 1 mát ống, là chúng ta mua ống chuyển nhật có bề rộng là 2,5 cm. Về bảng điện, chúng ta dùng một cái bảng nhựa 8 cm x 16 cm nha các em. Bảng thực hành thì chúng ta dùng một cái, và các em có thể là lấy bìa lịch cũng được nè, hoặc là bản gỗ cũng được nè. Kích thước tối thiểu là 30 cm x 50 cm. Cầu chì thì chúng ta dùng một cái. Công tắc ba cực, công tắc hai cực thì chúng ta dùng một cái. Công tắc ba cực hay còn gọi là ba chấu đó cũng dùng một cái. Vít cắm là dùng một. Bóng đèn thì chúng ta dùng hai cái là 5W 220V. Đuôi đèn chúng ta dùng hai, và chúng ta cũng chú ý lại ha, cái này là nói nhiều lần rồi, là cái đuôi đèn và cái bóng đèn nó phải cùng loại đuôi với nhau. Là thí dụ bóng đèn mình mua là đuôi gài thì đuôi đèn cũng phải là đuôi gài, hoặc là bóng đèn mua đuôi vặn thì đuôi đèn cũng phải là đuôi đuôi vặn. Vít vặn thì chúng ta loại 1,2 cm là 10 con, loại 2 cm là 4 con, loại 2,5 cm là 4 con. Băng keo chúng ta mua một cuộn, giấy nhám thì chúng ta mua một tờ. Tất cả những nội dung này chúng ta điền nhanh vào tập. Sau khi tìm hiểu dụng cụ, vật liệu và thiết bị thì chúng ta qua phần thứ hai, thầy giới thiệu với chúng ta nội dung trình tự thực hành. Thì ở đây chúng ta chủ yếu là tìm hiểu sơ đồ nguyên lý và vẽ sơ đồ lắp đặt. Thứ nhất là chúng ta tìm hiểu sơ đồ nguyên lý. Thì đây là cái sơ đồ nguyên lý của mạch điện mà chúng ta sẽ thực hành là các em. Thầy đã bổ sung cho chúng ta là cái công tắc hai cực ở đây. Em quan sát kỹ ha. Thì mạch điện này chúng ta có là một cái cầu chì, một công tắc hai cực, một công tắc ba cực, hai cái bóng đèn. Thì thứ nhất các em sẽ vẽ cho thầy cái sơ đồ nguyên lý này vào. Và ghi nội dung các phần tử của mạch điện vào tập cho thầy. Về hoạt động của mạch thì khi nguồn có điện, các em quan sát nếu công tắc hai cực mà đóng và công tắc ba cực A, cái cực chung đang chạm vào vị trí số 1 thì đèn 1 sáng do mạch kính, còn đèn 2 tắt do mạch điện ở đèn 2 là hở. Khi công tắc ba cực A có cực chung chạm vào cực riêng số 2 thì mạch điện ở đèn 2 là sáng. Đèn 2 kính là cho nên đèn 2 sáng, còn đèn 1 tắt do mạch điện ở đèn 1 là hở. Như vậy các em thấy đèn 1 và 2 sẽ tắt sáng luôn luân phiên. Và nhiệm vụ cái công tắc hai cực là khi ta là dùng để tắt toàn mạch, tắt đóng tắt mở toàn mạch nha. Thì em thấy là nếu công tắc hai cực đóng thì lúc nào một trong hai đèn này cũng sáng. Vậy chúng ta muốn tắt cả hai đèn này thì ta phải dùng công tắc hai cực cực ta tắt. Cầu chì thì có nhiệm vụ là bảo vệ cho toàn mạch. Như vậy thì các em ghi nội dung hoạt động của mạch vào nhé. Về mối liên hệ giữa các phần tử mạch điện, các em quan sát. Thứ nhất là dây pha nối với cầu chì, và cầu chì thì lại nói đến cái công tắc hai cực. Công tắc hai cực thì sẽ nói đến cực chung của công tắc ba cực. Thì chúng ta chú ý ở đây nói rõ nha, công tắc hai cực nói đến cực chung. Nếu chúng ta chỉ nói đến công tắc hai cực, nói đến công tắc A hoặc là công tắc ba cực mà chúng ta không phân biệt cực chung cực riêng thì khi chúng ta thực hành chúng ta rất là dễ bị lộn. Và nếu mà chúng ta nhầm giữa cực chung cực riêng thì mạch điện chúng ta sẽ sai hết. Như vậy chúng ta chú ý cái chỗ này nha các em.
Rồi, cực riêng 1, 2 của công tắc 3 cực A lần lượt nối đến đèn 1, đèn 2. Đèn 1, đèn 2 sẽ nối với dây nguội của nguồn. Như vậy các em ghi nhanh nội dung này vào tập. Rồi các em qua phần sơ đồ lắp đặt, các em xem thầy hướng dẫn cho chúng ta vẽ sơ đồ lắp đặt. Thứ nhất các em chú ý là chúng ta sẽ vẽ bố trí dây nguồn. Đây là bố trí của cái ống dây. Đây là cái bảng điện. Bảng điện chúng ta bố trí một cầu chì, một cái công tắc hai cực, một cái công tắc ba cực ở đây. Chúng ta vẽ ở đây. Vị trí này là vị trí của cái đèn. Như vậy chúng ta bắt đầu vẽ mạch. Sau khi bố trí xong rồi chúng ta bắt đầu vẽ mạch nha các em. Thứ nhất là dây pha qua cầu chì thì chúng ta vẽ như trên, như sau. Dây pha chúng ta vẽ nối qua cầu chì. Cầu chì nối đến công tắc hai cực, như vậy cầu chì vẽ nối đến công tắc hai cực. Công tắc hai cực nối đến cực chung của công tắc ba cực, như vậy ta vẽ như sau. Rồi, cực riêng số 1 của công tắc ba cực nối đến đèn 1. Như vậy ta vẽ cực riêng số 1 nối đến đèn 1. Cực riêng số 2 của công tắc ba cực A nối đến đèn số 2. Đấy. Rồi, đèn 1 và đèn 2 nối về dây nguội. Chúng ta chú ý giùm thầy ở chỗ vị trí đèn 1, đèn 2 nối với dây nguội chúng ta có một cái mối nối rẽ nha các em. Chúng ta chú ý chỗ này. Như vậy là chúng ta đã vẽ xong sơ đồ lắp đặt của mạch điện đó các em. Các em sửa nhanh sơ đồ này vào. Về bố trí ống dây thì các em thấy là thầy cho bố trí như sau. Với bố trí này thì các em thấy là chúng ta có một cái ống ngang. Khi thực hành chúng ta cắt một ống ngang là có kích thước là 45 cm. Các em cắt cho thầy 3 ống dọc. Ống dọc thứ nhất là 12, ống dọc thứ hai là 10 cm và ống dọc thứ ba là 12,5 cm. Rồi các em vẽ nhanh cái bố trí này và ghi các số liệu ống dây vào cho thầy. Chúng ta qua phần tiếp theo là chúng ta tính cắt bao nhiêu đoạn dây. Thì ở đây chúng ta cắt tất cả là 7 đoạn dây nha các em. Thầy xin lỗi chỗ này là thầy đánh nhầm là 6 ha. Chúng ta sửa lại là 7 đoạn dây nha. Thì dây số 1 là từ dây pha nối đến cầu chì là dây số 1. Như vậy đoạn dây số 1 em cắt cho thầy là 47 cm. Đoạn dây số 2 từ cầu chì xuống công tắc hai cực. Đoạn dây này là 20 cm. Đoạn dây số 3 là từ công tắc hai cực nối đến cực chung của công tắc ba cực là 20 cm. Đoạn dây số 4 là đoạn dây nối từ cực riêng số 1 của công tắc A nối đến đèn 1 là đoạn dây này em cắt cho thầy là 72 cm. Đoạn dây số 5 là nối từ cực riêng số 2 của công tắc ba cực A nối đến đèn số 2. Đoạn dây này các em cắt cho thầy là 92 cm. Đoạn dây số 6 nối từ dây nguội của nguồn nối đến đèn số 2. Đoạn dây này em cắt cho thầy là 85 cm. Đoạn dây số 7 là nối rẽ từ dây số 6 xuống đèn 1. Đoạn dây này là em cắt cho thầy là 40 cm. Như vậy các em điền nhanh các số liệu dây và đánh dấu
những đánh dấu số các đoạn dây vào cho thầy. Như vậy bài học của thầy giới thiệu với các em đến đây là kết thúc. Các em xem lại bài ghi ở tập công nghệ và chỉnh sửa các nội dung chưa chính xác và ghi những nội dung mà các em chưa có hoặc là những nội dung mới vào trong tập của chúng ta. Nhớ là ghi đầy đủ số liệu, sơ đồ, dây ống vân vân. Các em xem lại bài 6, bài 8, bài 9 và bài 10 này cho kỹ để khi vào học lại thì thầy sẽ hướng dẫn chúng ta thực hành tại lớp nha các em. Tiết học đến đây là kết thúc. Thầy thân mến chào các em. Chúc các em học tốt bộ môn công nghệ và những bộ môn khác. Chúc các em thành công. Xin chào tạm biệt.